Mình Tuấn Tạ nè mọi người ơi. Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tuấn đang bán bộ rút Ultra R8000. Tuấn nói sơ bộ ha. Về bộ rút này thì nó là đồng bộ hết nha mọi người. Nó bao gồm có 7 món: giò dĩa, rồi cặp tay lắc, cặp ngầm thắng, rồi sang dĩa, sang clip, clip và sên. Gồm có 7 món nha mọi người. Cặp ngầm thắng bao gồm có luôn cái phần bố của Shimano theo luôn, dành cho thắng thắng rim nhôm nha mọi người. Cặp ngầm này là ngầm một ốc. Rồi về giò dĩa thì thông số 170 39 53. Rồi chiều dài giò là 170 nha mọi người. Rồi sên dưới clip thì nó là Ultegra luôn, đồng bộ. Rồi bây giờ tính vô chi tiết nha, cho mọi người giò dĩa trước nha mọi người. Cái giò dĩa thì mọi người xem ha, tại giờ cũng quay vô đây cho nó không bị co slay á, không bị chói. Giò thì 53 39 mọi người ha. Giò 53 39. Rồi cái về mặt cái giò thì bề mặt này thì nó không có chạy xước gì, nhưng mà đây nó có cái phần này mọi người. Khách cả dài ba ta nó hơi trắng chỗ phần cái pedal này ha, không có chạy nhưng mà nó bị cả ba ta nó trắng. Rồi mọi người nhìn cái răng á, ngồi nhìn cái răng ha, cái răng thì nó còn vuông khá đẹp nha mọi người. Rồi mặt trong thì còn đen hết, đều đẹp mọi người, không có rớt sên nhiều. Răng ở dĩa nhỏ thì cũng còn vuông đẹp hết nha mọi người. Thông số thì nó là có mã code luôn, 170. Cái này chỗ này nó có một cái lằn này là không phải nứt nha mọi người. Cái lằn nhỏ này là chỗ cái phần sang dĩa là nó bị cạ vô, có cái lở vệt này nha mọi người. Cái phần sang dĩa nó cạ vô. Rồi cái giò bên trái thì đẹp ha mọi người, không có chạy luôn nhưng mà nó cũng y vậy luôn. Nó cũng có một cái chỗ cái pedal ha, nó bị cả cái dài vô đây. Rồi cũng đi tới cặp tay lắc nha mọi người. Cặp tay lắc mọi người thấy ha, cặp tay lắc thì không có chạy xước gì hết, còn khá đẹp nha mọi người. Rồi cặp tay lắc còn rất đẹp. Ốc ở trong đó, nhất là mọi người xem đó, cái con ốc này đây là tay lắc mà xài lâu á là nó sẽ bị xét đó mọi người. Ốc này còn mới tinh luôn nha mọi người, ốc còn mới tinh hết. Rồi cặp tay lắc không có chạy ha mọi người ha. Cặp tay lắc này bằng carbon nha mọi người. Đời 105 trở xuống là chưa có carbon, dòng U trở lên là dòng carbon. Những ốc này chưa có xử lý xét chưa gì hết, còn rất là mới mọi người. Rồi tới cặp ngàm nha mọi người. Cặp ngàm thì cũng R8000 đồng bộ luôn, ngàm một ốc. Đi theo là 4 cục thắng của má gom của Shimano. Còn rất là đẹp nha mọi người. Mọi người nhìn ha, cái phần lò xo trong đây còn đen luôn, chưa có rỉ sét gì hết nha mọi người. Còn rất mới. Rồi. Có cái phần này sang dĩa. Sang dĩa thì đẹp như mới luôn mọi người. Đẹp như mới luôn ha. Rồi, đầy đủ hết nha mọi người. Đẹp như mới, sang dĩa đẹp như mới luôn. Rồi có cái cù đề á thì nó chạy nha mọi người. Cù đề chạy mọi người nhìn thấy ha. Đây, chạy. Nhưng mà bánh xe thì còn rất là nhẹ mượt mà vuông hết nha mọi người. Bánh xe đề còn vuông đẹp hết. Mặt sau thì đẹp, mặt tiền trước thì nó chạy chỗ này nha mọi người. Rồi. Về clip thì R8000 11 clip. Rồi. Rồi sên thì R8000 luôn nha mọi người. Xe 701. Rồi. Rồi mọi người xem ha. Nguyên một bộ R8000 7 món như hình nha mọi người, 11.500.000. Rồi 11.500.000 cho bộ rúp còn khá đẹp, chỉ bị chày dỗ cái cù đề. Clip thì 11.28 nha mọi người. Clip 11.28, giò 170, 53, 39. Rồi 11.500. Anh chị em nào quan tâm thì gọi cho Tuấn ha, số điện thoại 0908 228 222.
Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video nha. Tuấn hẹn mọi người ở video tiếp theo. Rồi cảm ơn, xin chào tất cả mọi người.